Đây là những cái gift card, những gift card Amazon, Boston Pizza, Subway, Tim Hortons, Starbucks. Những cái gift card này các bạn có thể dễ dàng thấy ở những siêu thị ở Canada, ở Úc, ở Mỹ. Thì người ta treo tự do vậy, như thì khi mà mình chưa có acti nó lên đó, thì nó là chỉ là một tờ giấy thôi. Giá trị ghi trên đó nó không có giá trị khi mình acti lên nó thì mới xài được. Cho nên thế nào cũng có một số bạn thắc mắc lỡ bị đánh cắp hay là cái gì đó trị giá nó lớn quá. Ví dụ như một cái, như cái card này nó tới 500 đồng rồi. Card Amazon rồi, nó cũng tới tối đa là 500 rồi. Thì nhìn như thế nào thì các bạn yên tâm nha, khi chưa acti nó lên thì không có xài được. Đây là một cái gift card Amazon cái mặt trước mệnh giá nó từ 25 đồng tới 500 đồng tùy mình muốn mua bao nhiêu. Ở phía sau nó có hai cái barcode. Thì bây giờ ví dụ như mình là khách mua hàng đi, mình sẽ mua cái card này, gift card này, thì mình lấy ngón tay mình che cái barcode này lại, mình scan nó. Đó, scan nó thì lên đây đó, nó sẽ hỏi là mình muốn mua trị giá bao nhiêu nè. Bây giờ trường hợp này mình mua 50 đồng không? Đó. Bây giờ tính đó, 50 đồng. Bây giờ đi ra tính tiền trên cái máy thôi. Tính tiền trên cái máy 50 đồng nha. Sau khi mua thành công thì nó in ra những cái hóa đơn cho mình nè. Thì trên cái hóa đơn này nó thể hiện rõ không? Mệnh giá mình mua được 50 đồng. Repay at là cái gift card của Amazon nó đã được active. Thì bây giờ mình có thể mình dùng nó để mua online. Thì tại sao mình phải mua cái gift card này? Tại vì có một cái thẻ credit của mình á, mua mình add vô Amazon nó không có work, nó không có cashback được. Mà những người mà ta mua hàng cho nó nhiều á thì người ta sẽ bị thiệt thòi. Người ta sẽ dùng cái credit card người ta mua cái gift card của Amazon, sau đó người ta lại dùng cái gift card người ta mua rồi trên Amazon, thì người ta sẽ không mất cái cashback. Tại vì cái cashback của người ta được cộng vô khi mà người ta bỏ cái tiền trong credit card người ta mua cái gift card Amazon này. Cái gift card của Amazon nó như vậy, nó chưa có bóc ra. Bóc ra thì bên trong nó giống như một cái thẻ ngân hàng thông thường ha. Đó, xong sẽ mình cà cái chỗ này, mình cà cái lớp nó phụ bạc này nữa. Thì nó sẽ có cái code để mình điền vô cái tài khoản Amazon của mình là mình xài vậy thôi. Đợi chút mình tồn. Xong rồi nè, mình che mấy cái mã cuối cùng này. Tại mình chưa có nạp vô, nói vậy thôi.